Ôi, sự kiện đồng thật sự các bạn ạ. À. Phải chen chúc lắm mới vào được cái khuôn viên để có thể trải nghiệm những sản phẩm iPhone 14 mới nhất. Và mình cuối cùng mới quay được về Việt Nam rất nhanh để có thể làm video để cho các bạn. Đùa thôi, tất cả những cái sản phẩm bọn mình trên tay ngay sau đây đều là từ những phóng viên đến từ Relab tác nghiệp ngay tại San Francisco của Mỹ. Và chúng ta hãy cùng xem một sản phẩm được đồn đoán sẽ là sản phẩm ngon nhất, bán chạy nhất của năm nay, iPhone 14 Max. À, Apple giỏi thật đấy các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Không biết những sản phẩm mới như thế nào, nhưng mà tất cả những dòng sản phẩm liên quan đến những cái sự kiện ngày hôm nay thì các bạn hoàn toàn để xem trước những thông tin tại nhiều trang tin. Và 7S cũng sẽ là một trang tin như vậy. Vừa là một trang tin, vừa là một nhà bán lẻ thuộc chuỗi cửa hàng ủy quyền của Apple tại Việt Nam với hơn 100 cửa hàng khắp cả nước, nên là lúc nào những cái hàng chính hãng cũng sẽ về sớm, đủ màu, đủ loại dung lượng. Và các bạn quan tâm đến iPhone 14 chính hãng, tất nhiên là xem xong video này thì các bạn có thể đăng ký nhận thông tin cũng như là chơi game để đổi lấy cốt giảm giá khi lên đời tại 7S nha. Ok, bây giờ trên tay ngay những cái dòng sản phẩm iPhone mới nhất nào. iPhone 14 và 14 Max. Hãy tạm thời bỏ qua những cái sự giống và khác nhau của hai dòng sản phẩm này nha. Và cái điểm đập vào mắt đầu tiên của bọn mình, đội ngũ Relab, đó chính là màu sắc của năm nay nó đẹp thật sự luôn. Nếu như năm ngoái các bạn có iPhone 13 ở đây là một cái màu xanh mình cảm thấy hơi nhàm chán, nó đã có ở trên cả những cái dòng iPhone 12. Màu thì hơi khác một tí, nhưng mà năm nay chúng ta sẽ có hai màu mới. Đó là một cái màu hơi tím một chút và một cái màu hơi xanh một chút. Ok, hãy nói sâu hơn về cái sản phẩm mà các bạn cần quan tâm, đó chính là iPhone 14 Max. Ôi, quên đấy các bạn ạ, cứ nói Max nhiều quá mà thế mà hôm nọ có ông bảo là khai tử chữ Plus rồi cơ mà. Đùa thôi, mình không có thù dai mức đấy đâu. iPhone 14 Plus của chúng ta cầm trên tay của bọn mình có một cảm giác nó khá là lạ các bạn nha. Bởi vì sao? Từ xưa đến nay khi chúng ta cầm một cái phiên bản 6.7 inch đến từ những cái dòng sản phẩm iPhone thì chắc chắn nó sẽ là những con rất to, rất nặng, rất cấn tay. Thế mà cái phiên bản Plus năm nay của chúng ta nó chỉ nặng là 204g mà thôi. Có nghĩa là nó tương tự với những dòng iPhone 13 Pro hay là iPhone 12 Pro. Nhưng mà nếu những cái dòng Pro của năm ngoái các bạn cầm trên tay các bạn vẫn cảm thấy nó hơi cục mịch bởi vì nó khá là nhỏ, thì năm nay với phiên bản iPhone 14 Plus, mặc dù nó có khối lượng khá là tương đương, thế nhưng nó lớn hơn. Cái khối lượng này được trải đều ra ở trên một cái màn hình kích thước 6.7 inch, nên khi các bạn cầm trên tay, các bạn vẫn sẽ có một cảm giác nó rất là lạ. Nó lạ theo cái kiểu là đáng lẽ nó phải nặng, nó phải cục mịch như là con iPhone 14 Pro Max hay là 13 Pro Max, 12 Pro Max của những năm trước. Thế nhưng mà nó lại êm, nhẹ, mượt, mềm mại, cầm rất là thanh thoát. Và mình tin rằng đây sẽ là một trong những cái trải nghiệm cầm nắm tốt nhất của những cái dòng sản phẩm iPhone ở thời điểm bây giờ. Chúng ta có một màn hình lớn nhưng nó không quá to, nó không quá nặng và cầm trên tay nó vẫn cực kỳ thoải mái. Nếu các bạn thắc mắc thêm về cái thông số, về cái độ dày của nó thì các bạn yên tâm đi. Bởi vì cái độ dày này nó vẫn sẽ tương tự với những cái dòng sản phẩm trước đó như là iPhone 13, iPhone 12 hay là kể cả iPhone 14 mà thôi. Nó không to quá đến mức là 7.9mm giống như là những cái dòng sản phẩm iPhone 14 Pro Max. Nên khi bạn cầm trên tay thì đây vẫn sẽ là một sản phẩm tuyệt vời. Toàn bộ những cái phần khác như là cái phần cụm camera ở phía sau thì các bạn thấy rằng nó vẫn tương tự. Nó không khác gì so với những phiên bản trước đó cả. Mình cảm thấy rằng là năm nay với cái phiên bản iPhone 14 Plus này nó hơi kỳ một xíu. Nếu như với phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn đi thì cái cụm cam ở phía sau nó hơi nhỏ nhỏ thế này thì nhìn nó còn ok. Nhưng mà với cái iPhone 14 Plus của chúng ta thì cái cụm cam nó cũng nhỏ như này mà cái phần mặt lưng nó làm to ra khá nhiều rồi. Nên là các bạn cảm thấy rằng nó không thực sự quá cân đối, nó hơi kỳ kỳ một xíu. Và mình cảm giác là cái cụm camera phía sau nó không mang lại cho mình cảm giác chuyên nghiệp lắm. Nếu như chúng ta nhìn vào iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mà Thành có làm video trên tay rồi nha, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cụm cam nó to thế, nó phản ánh được một cái việc là chúng ta có một cái cụm cam chuyên nghiệp hơn, nhiều tính năng hơn, với những cái thông số nó khủng khiếp hơn. Thì ở đây một con máy rất to nhưng mà cụm cam nó bé tí, nó làm mình liên tưởng có cảm giác tương tự với mấy con iPhone SE hay là mấy con iPhone XR các bạn, to tướng nhưng mà cái cam cái cụm bé tí thế, nó mang lại chúng ta những cảm giác không thực sự quá chuyên nghiệp. Nhưng mà không, đó chỉ là cái cảm quan thôi, bởi vì chúng ta vẫn sẽ có camera.
chẳng khác gì năm ngoái, 12 megapixel. Nhưng mà những cái thông số cũng đã được thay đổi sâu hơn thì mình đã làm ở trong cái bài recap rồi. Còn ở cái bài trên tay này thì chúng ta sẽ không nói về những cái vấn đề đấy. Ở phía dưới của chúng ta với iPhone 14 Plus vẫn sẽ là những cổng kết nối Lightning, vẫn sẽ là loa thoại rồi là mic thoại. Theo như cảm quan của bọn mình thì cái phần phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn cũng sẽ được làm tỷ lệ tương đương với iPhone 13 và iPhone 13 mini. Rất tiếc bọn mình không có iPhone 13 và 13 mini ở đây để so sánh. Nhưng mà với 13 và 12 nhá, thì cái cụm tăng giảm âm lượng này nó được đẩy lên hoặc đẩy xuống, nó khác với 12 rồi, nên các bạn không thể dùng ốp chung được. Nhưng mà bọn mình tin rằng với 14 và 13 thì chúng sẽ có thể dùng ốp chung với nhau được thôi, bởi vì không có khác gì nhau đâu. Thế nhưng mà có một cái điểm các bạn quan tâm nữa, đó là cái tai thỏ của iPhone 14 Plus và iPhone 14 nên có khác gì không? Không, nó chẳng khác gì cả. Cả hai cái tai thỏ của 14 và 14 Plus đều có kích cỡ tương đương với nhau, và điều này đồng nghĩa với việc là nó cũng tương đương với 13 Pro Max và 13 tiêu chuẩn. Và điều này nó đặt ra một câu hỏi rằng, thế bây giờ liệu mua 14 Max có ok không? Hay là các bạn sẽ mua 13 Pro Max hả các bạn? Bởi vì màn hình nó không khác gì nhau cả, mà nó lại còn yếu hơn khi mà chúng ta chỉ có màn hình 60Hz mà thôi. 60Hz trên đây thì chúng ta không thể khen được, nhưng mà mình cũng không chê được, bởi vì là Apple xưa nay làm 60Hz cũng ngon mà, animation tốt, rồi là những cái tối ưu về cái sự mượt mà vẫn rất là ổn. Và màn hình cũng không có điểm khác biệt gì cả, vẫn là màn hình 1200 nits OLED, không khác gì hết. Cái màn hình này mình tin rằng nó giống y nguyên con 12 Pro Max luôn, nhất là trên con 14 Plus. Còn con 14 tiêu chuẩn thì nó giống iPhone 13 mà, có gì khác đâu. Và đó là toàn bộ những cảm quan của mình. Nói chung là 14 thì nó là phiên bản nâng cấp nhẹ của 13, ngoại hình cầm trên tay không khác gì. Còn 14 Plus nó lại mang cho mình một cảm giác nó rất là lạ, nó rất là mới. To đáng lẽ nó phải cục mịch như là cái dòng Pro Max, nhưng không, nó vẫn khá là thanh thoát. Và đây có phải là một sản phẩm bán chạy hay không? Khi nó mang lại cho chúng ta những trải nghiệm mới lạ như vậy thì chúng ta còn phải chờ trong tương lai. Bởi vì chưa ai biết được điều gì. Trong quá khứ có những con máy chúng ta nghĩ là sẽ bán không chạy được không? Như iPhone XR chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng nó bán vẫn chạy đấy thôi. Thế thì chúng ta cùng xem rằng khi chúng ta cầm thật sự nó về Việt Nam với phiên bản VNA thì nó sẽ như thế nào nhé.